ở tiệm xe này cũng nhiều loại xe quá ha, để mình vô mình mua một chiếc để mình về mình chở con của bà sau lũng ở đây đi chơi tết đi. Ờ cái thắt này cũng đẹp ha, thôi để dài dài chẳng coi có xe nào đâu. Quá trời cái xe luôn rồi, được à, mấy xe này cũng im rồi nha, để mình gặp chủ đi, gì đâu mà bán buôn gì đâu mà không bán chủ gì hết trời. Trời anh gì vậy, gì đâu bán buôn gì em nằm ngủ vậy trời. Ông bán số đâu trời, bán số gì, tôi đi mua xe. Ê, ông nhìn quen quen vậy. Ủa anh biết rồi ba, ông như là cái ông mà đại gia tiền tỷ tiền vợ phải không? Ôi ghê chưa, thằng này nó coi biết ông mình diễn hài á, nó cho nó mình đại ca đại lỡ rồi nổ luôn. Tao chứ ai, trời ơi dữ quá quá này gặp anh hai mà không gài tiền vợ được chưa. Nói chung á thì cái anh gái theo nồng mà tôi chưa chịu đâu. Trời ơi đại gia mà sao mà muốn chọn cô nào đi, nghe nói anh cũng hiền lương chất phát mà nó gì vậy. Bữa nay tính mua xe chở bằng gái đi chơi. Có bằng gái luôn hả? Cái nói chung là một tuần lễ rồi tôi quen tám nữa. Dữ vậy sao? Cái bây giờ có chiếc xe nào cái gì quảng cáo cho tôi, chiếc xe nào tôi mất mắt chút xíu nha. Tôi không mua loại xe rẻ nè. Hôm nay quý quá được đại gia tiền tỷ ghé thăm tiệm xe thiệt. Bây giờ đây nè. Xe nào? Ý. Ý chắc cái ý giá nhiêu? Chiếc này 200. Wow. 200 triệu á? Đúng rồi anh. Nói chung gà nó ngồi vậy trên 200 triệu bình thường quá, có chiếc xe nào cao cao chứ không? Chiếc này là cao rồi đó. Còn chiếc nào nữa không? Còn chiếc SH trong đó kìa. 300 triệu. 300 hả? 300. Lấy chiếc xe đó vô luôn. Lấy xe này không? Lấy xe 300 triệu vô đây, vô đây, vô đây. Ừ vậy. Tôi mua xe là giá là 300 triệu cho lên tôi mới mua cái. Đây vậy, giờ anh lên ngồi anh xe thử coi xe không? Trời ơi. Ở xe được kìa, xe được kìa. Ờ, anh ý nè. Bây giờ nè. Tôi mua là trả tiền mặt không nha, tôi không mua góp gì ta. Mua tiền mặt phải không? Bây giờ mấy làm thủ tục cho tôi lẹ đi, rồi tôi lấy xe tôi về. Rồi, ra làm thủ tục anh. Rồi. Đại gia là em phái. Đi. Trời ơi. Tôi mua xe này rồi bao lẹ lắm anh ơi. Rồi anh có lấy cho vợ bé nữa không? Tại chút xíu đi tính sao, vậy làm thủ tục đi đồng bạn đi. Rồi. Rồi. Đi tên. Để em xíu nha. Trời ơi, ế ẩm quá không biết sao. Anh tên gì anh? Nguyễn Quang Nhật. À Nguyễn Nhật đúng rồi, đúng rồi. Bởi quên nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ không? Nhớ rồi. Nà, Nguyễn Giang Nhật. Bây giờ nè, tôi đưa tiền trước luôn nè. Đó, thấy không? Rồi rồi. Ủa gì vậy? Cái này là gì? Ủa anh giỡn hoài anh vậy? Giỡn gì? Anh đại gia anh giỡn kì anh. Giỡn gì? Tao đưa gì? Anh đưa tại số gì vậy? Nè, tại số 7 là đề chữ gì không? 2 tỷ. Tao mua xe có 300 triệu. Đưa cho mày 2 tỷ luôn. 2 tỷ dữ chưa? Trời ơi, lỡ chuyện này mày trúng sao đúng không? Mua xe có 300 triệu mà đưa cho 2 tỷ luôn. Lỡ chặt sao? Lỡ chặt là chuyện của mày. Trời ơi, chặt thì em không chịu được. Mày xong rồi. Đúng rồi. Mày hưởng chặt thì mày chịu. Tại cái đưa mày 2 tỷ, đúng 2 tỷ rồi. Anh mới bán anh đưa tờ số này có mua 10.000 đăng ký cho 2 tỷ. Chiều nay trúng 2 tỷ mày. Không được, được đâu đây, anh đại gia kỳ vậy trời. Đại gia mà đúng 2 tỷ không? Tôi nghe nói ông trên mạng ông nói chuyện chất phát hàng lương mà sao ông tào lao vậy? Tào lao vậy? Ai, tôi mua xe đàng hoàng nha, còn không chịu thôi, chơi. Mà ông phải ông đại gia không? Chứ ai? Đại gia mày. Mày gì đại gia gì? Gì vậy anh? Hả? Dạ anh trai. Tao thử mày thôi. Dạ anh trai. Chứ mày đại gia gì? Nói chung. Mày bé số không? Dạ đúng rồi anh trai. Mày con của ông bé sụi vậy gì? Dạ đúng rồi. Nói chung là tại vì em bán mua. Ông anh trai em tính vô đây để mày mời anh đó, mời em sợ anh đang ngủ á. Em tính mời anh sợ anh không mua anh cho bộ nó mua. Mày bé số mà vô mua hết hết. Dạ anh trai. Dạ anh. Nè. Mua hỏi anh trai. Mày cầm để số rồi nè. Dạ. Mua nó nặng không? Dạ. Cầm đi. Dạ. Chiều mình lỡ có chặt á. Dạ. Ra chỉ mày ra cái chỗ bà tới ú á. Sao anh trai? Bán vàng bạc á. Dạ. Cái tiền vàng bạc với bà xe rốt á. Gì anh trai? Để rốt cho mày á. Cái gì anh trai? Tao rốt không lông cho mày á. Gì á? Nè, chiều nay lỡ tôi trúng được mày á. Tôi là tiền khác xe khác tôi mua. Không mua đạp còn sẽ chỗ anh đâu. Tao lao tôi mua đàng hoàng mà trai. Mày biết, anh đạp, biết nè. Pha đám mà. Em xe mới vào đầu năm khai trương. Làm gì vậy?